Xin chào các bạn, hôm nay là lý American Tuấn Đức, chúng tôi xin giới thiệu các bạn một cái mẫu vòi lavabo cảm ứng của American mang máy hiệu là WF8101. Cái mẫu WF8101 này là cái mẫu vòi cảm ứng với thiết kế đường cong khá là mềm mại và đẹp mắt. Mẫu này thì nó chất liệu được làm bằng đồng thau mạ chrome niken và nó là được thiết kế theo cái dạng hình có cái bề mặt hình vuông. Đó. Đây là cái mẫu vòi lavabo sử dụng cho những cái mẫu chậu đặt bàn và nó có cái gắn ở trên mặt bàn, sử dụng cho vòi gọi là vòi cổ cao. Và hiện tại thì mẫu này đang được bán tại đại lý American Tuấn Đức. Nếu các bạn cần mua sản phẩm này có thể liên hệ vào số hotline hoặc là chỉ cần website tdm.vn. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.